wave when someone like hold both of your hands. Okay? So for example, okay? So from here, then grab the grab this. The pinky one, the pinky will be there. Okay. Okay. Grab the pinky, then elbow to elbow. Okay, down, push it down. Okay. Bring your knee up. Okay. Okay. Yeah. Okay, then go down. Yeah, very good. Up. Grab the pinky. Just elbow to elbow. Bring your knee down. Up. Grab. Okay, no. You need to grab this because this is hard. You need to grab the part. Yeah. Boom. Then twist. That's it. They say I'm the man. Facts, bro. Facts. Lot of haters. Tell me where they at, though. I'm the new pop. All I do is rap, though. One. Okay. Two. Down. Three. Okay. If you're tall, five. Six. Here. And not, but I hold. I hold here. Up. Okay. I'm still holding it. Then I go down. How to escape? Yeah, I'm going mainstream. Go up. Flow like what a soul. Trong cái buổi tập ngày hôm nay ấy, thì mình cảm thấy rất hào hứng với cả cái môn võ phòng vệ này, bởi vì là nó giúp mình giải tỏa nhiều năng lượng này, rồi giảm stress rất tốt, và quan trọng nhất là mình có sức khỏe để mình có thể tự phòng vệ hay gặp những cái tình huống nguy hiểm thì mình có thể xử lý được ấy. Mình cảm thấy tự tin khi ra đường hơn. Trước đây thì Lee chưa bao giờ tập võ và rất hồi hộp lo lắng không biết là mình sẽ bắt đầu vào lớp học như thế nào. Tuy nhiên là sự tận tình của huấn luyện viên đã chỉ giúp cho Lee, và Lee cảm thấy là chỉ với một động tác rất là cơ bản, những động tác rất là dễ dàng, ai cũng có thể làm được, và mình có thể đánh gục được những đối phương mà to khỏe hơn mình rất là nhiều. Qua buổi học ngày hôm nay, mình đã học được rất là nhiều kỹ năng tự vệ và giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn khi ra ngoài đường, cũng như là giải tỏa được tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng.